Chào mừng các bạn đến với lại kênh show Mystery Tarot của Huỳnh Kim Ngân. Các bạn hãy tập trung vào câu hỏi của chủ đề hôm nay, nhìn vào màn hình và chọn vào hình ảnh bạn thấy thu hút nhất nhé. Các tụ theo thứ tự từ trái sang phải là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Sau đó các bạn có thể xuống phần mô tả để chọn khung thời gian của tụ đó nhé. Bạn nào chưa biết phần mô tả nằm ở đâu thì để mình hướng dẫn. Tại phần tiêu đề của video, nhìn về phía bên tay phải màn hình sẽ có mũi tên hướng xuống. Bạn bấm vào đó sẽ thấy ra được cái phần nội dung mô tả. Và bạn nhìn xuống và bấm vào chữ thêm hoặc hiển thị thêm nếu là đang xem trên máy tính. Thì ở phần nội dung phần mô tả sẽ có để đầy đủ các thông tin là chọn tụ. Hoặc là nếu như bạn nào muốn liên hệ đặt lịch xem riêng với Ngân thì có thể bấm vào cái phần thông tin của Facebook cá nhân hoặc của Instagram. Còn bạn nào muốn liên hệ các sản phẩm bài Oracle của SMT thì có thể chọn vào fanpage hoặc là Instagram, hoặc có thể mua trên TikTok và Shopee nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào các tụ bài luôn nhé. Có phải bạn vẫn hay đau đầu về người mình yêu thương, người mình mong nhớ, không thể nào hiểu được tâm trạng của người ta, không biết người ta nghĩ gì về mình, có điều gì chưa muốn nói với mình, có điều gì giấu mình? Thì qua đây, show Mystery Tarot đã tạo ra hệ thống bộ bài thông điệp phần 1 và phần 2 tâm tư thầm kín để giúp cho bạn có thể hiểu thêm về đối tượng đó. Qua đó bạn có thể biết được tâm tư của họ và biết cách đối xử với họ. Hiện tại bộ bài đang bán trên TikTok, Shopee và YouTube. Hello, xin chào các bạn tụ 1. Hôm nay chúng ta sẽ làm về chủ đề là người cũ mà các bạn đang nghĩ đến. Người này sắp tới có chủ động lại hoặc có kết nối lại với bạn hay không nha. Bây giờ chúng ta sẽ dùng bộ này để check coi là hiện tại bây giờ người cũ đang nghĩ gì về bạn trước. Đang xem bài các bạn tụ 1, nhờ Tarot xem giùm người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến, người cũ nha. Người này đang nghĩ gì, cảm thấy nào với các bạn tụ 1? Cho xin 5 lá đi. Năm tiền, Death, Ace of Cups, 8 cốc, Nữ hoàng kiếm. Nhìn là biết người cũ còn thương nhớ bạn ơi. Người cũ này đang bị bòn rút năng lượng, hoặc chí ít là hiện tại bây giờ người ta cảm thấy người ta không có đủ tốt với bạn. Năm tiền thể hiện mấy kiểu bị thương tổn, thương tật, bị bỏ ở nơi lạnh lẽo băng giá. Nghĩa là cái người này vốn là không có khỏe mạnh. Mình không biết là hai người quen nhau trong mối quan hệ này như thế nào, nhưng mà người này cảm thấy bị bòn rút năng lượng. Có thể là họ đã từng cho đi nhiều, sau đó họ không nhận lại được đủ như kỳ vọng của mình, cái họ cũng cảm thấy bị thiệt thòi. Nếu như các bạn nghĩ là các bạn mới là người cho đi nhiều á, thì đó là phía các bạn. Trong mối quan hệ ai cũng nghĩ mình đúng, ai cũng nghĩ mình đã cố hết sức. Nhưng tại sao người kia không hiểu? Tại vì cả hai đều có gọi là expectation, đều có sự mong chờ, và mong cái người kia đáp lại mong chờ của mình. Và người kia không đáp lại, tự nhiên mình sẽ cảm thấy thiếu thôi. Điều này là rất là bình thường. Thì bằng cái cách nào đó, trong mối quan hệ của hai người khi ra năm tiền á, thì bạn này cảm thấy là bản thân không được đầy đủ và cũng không có thể nào cung cấp cho bạn đầy đủ cái thứ bạn cần. Họ không có nên cũng không có để cho bạn, kiểu vậy ha. Nhưng mà họ biết rõ là họ có tình cảm với bạn. Ace of Cups ở đây là lá Falling in Love, Star a New Emotion, là lá của việc bắt đầu bước vào tình yêu hoặc có cảm xúc. Mà cái chiếc Ace of Cups ở đây á, nước phun rất là nhiều. Nghĩa là dù đã là bồ cũ mà tạm cảm xúc của họ vẫn không ngừng tuôn trào ra, mặc dù họ biết là nên kết thúc. Thế nên ở đây có thể nói 8 cốc với Nữ hoàng kiếm là họ cố gắng lý trí, họ cố gắng nghĩ về mối quan hệ theo kiểu là logic chút xíu, là dù sao cũng đã kết thúc rồi, tại sao vẫn còn nhiều cảm xúc quá vậy. Nhưng mà làm sao ai có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân của mình, dù mình có thể kiểu như là không lộ ra đi, nhưng mà đóng cửa phòng lại, nhận xét tâm với tâm, thì họ hẳn nhiên sẽ thật hơn với bản thân của mình rồi. Và Nữ hoàng kiếm ở đây cũng là cái lá cho thấy là bảo vệ bản thân, tránh khỏi những điều đau thương, tổn thương, chứ không phải là cố gắng lý trí phủ bạn nha. Nên mình có thể nói là người này vẫn nhớ tới bạn, nghĩ về bạn khá nhiều khi ra Nữ hoàng kiếm. Cảm xúc của người ta cũng rất là nhiều luôn, nhưng mà người ta đang cố gắng không nghĩ tới nữa và cố gắng buông bỏ mối quan hệ này. Thật ra 8 cốc á, là quay lưng đi với cảm xúc thôi, nghe là cảm xúc vẫn còn ở đó. Nếu họ quay lại nhìn thì họ biết rằng họ vẫn còn yêu bạn, nhưng họ chọn quay đi tại vì họ quá mệt mỏi và họ cảm thấy là giữ lại cái cảm xúc này không có tốt đẹp gì cho họ cả, nên họ mới tạm thời quay đi nha. Bổ sung đét đi.
Hermit. Người này hiện tại bây giờ đang quay về bản thân để suy nghĩ rất là nhiều. Mình nói rồi, cái bạn này nghĩ về bạn nhiều lắm. Hầu như là họ đang muốn tìm một cái lời giải đáp nào đó làm sao để khiến bản thân không phiền não nữa, hoặc là để nhìn thấy rõ hơn về mình, về bạn, để họ có thể không phải dằn vặt về những chuyện đã xảy ra. Và sau khi họ nghĩ thì họ nhận ra được mình còn yêu người này, mình còn muốn người này. Thế là họ phải đưa ra cái quyết định là thôi, hãy cứu lấy bản thân mình đi. Tại ở đây ra tám cốc mà nữ hoàng kiếm, mình có cảm giác là người này chọn cứu lấy bản thân của họ. Bổ sung với nữ hoàng kiếm ha. Tại cái người này họ cũng là cái người mà tìm kiếm sự ổn định, bình an. Họ tìm kiếm một cái người mà có thể cho họ cảm thấy được an toàn. Nữ hoàng tiền là người cũng không có nhận rủi ro giống như vua tiền vậy đó. Nhưng mà nữ hoàng tiền nó theo kiểu tỉ mỉ chút xíu, và nó ở cái vị trí là comfort zone, là an toàn, không có dám liều, không có muốn liều. Bạn này cảm thấy mối quan hệ giữa bạn và họ, nếu như họ dấn thân một lần nữa thì giống như là họ đang liều cái trái tim của họ vậy đó. Nên họ đang hơi bị rén ha. Người này cũng là người đủ trưởng thành để nhận ra cái gì nên làm hay không nên làm rồi. Thì mình thấy là ở đây họ ra nữ hoàng kiếm và nữ hoàng tiền, họ đang suy nghĩ coi sắp tới nên như thế nào là phải. Không phải là làm nha, mà nên hành động, hoặc là nên có những cái bước tiến nào là phải, là hợp lý với mối quan hệ này. Họ đang trong quá trình suy nghĩ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng bộ khác coi coi sắp tới họ có chủ động lại với bạn không nha. Giọng Ngân đang hơi đau nên là có hơi khàn chút xíu. Mong các bạn thông cảm nha. Đang xem bài các bạn tụ một, xem coi người mà các bạn tụ một đang nghĩ đến là người bồ cũ nha. Bồ cũ hoặc mặt mờ cũ đi. Thì người này sắp tới liệu có hành động chủ động gì với các bạn tụ một hay không? Magician, Ace of Swords, King of Swords, Seven of Cups and Hermit. Nếu như bài ra như thế này thì mình cảm thấy là họ cố gắng trong khả năng có thể để kiểm soát tình hình. Mình chưa thấy rõ họ sẽ có sự chủ động, tại vì họ vẫn đang suy nghĩ đúng hay sai và có nên tiếp tục chọn bạn hay không. Bảy áp cấp ở đây là có nghĩa mơ mộng và cũng có nghĩa là sự lựa chọn. Mà sự lựa chọn của bảy cốc á, là họ đang cảm thấy là không biết nên chọn lại bạn hay là nên move on với những cơ hội khác. Mà những cơ hội khác có thể có thật hoặc không có thật. Thế nên là bây giờ người này đang đấu tranh tư tưởng. Thật ra nghe cái trải bày đầu tiên về cảm xúc của họ, về suy nghĩ á, là mình cũng thấy họ đang rơi vào trạng thái suy nghĩ chứ chưa đưa ra quyết định này. Nhưng mà tất cả những điều gì mà người này muốn The Magician nha, là họ muốn bạn theo ý họ, nói thẳng nói trắng ra là vậy đó. Nên là bạn thử suy nghĩ lại coi là trong lúc hai người quen nhau á, có điều gì thỏa hiệp không được thì bạn nhắm á, khi mà hai người mà quay lại á, bạn nhắm coi bạn thỏa hiệp được, bạn chiều được họ cái đó không, hãy quay lại nha. Tại Magician là người nói thẳng ra, cái lá này mình hay dục và thao túng. Tại Magician này ảo thuật gia, làm cái gì đó biến hóa để người khác ngưỡng mộ mình đúng không, thì đằng sau có chiêu trò, nhưng nó cũng có cái nghĩa nữa, giống như là muốn theo ý thì Magician mà điều khiển mọi thứ theo ý của mình mới ra được một cái gọi là performance đúng không, mới ra được cái buổi trình diễn. Thế nên khi ra Magician đầu tiên á, là bạn này á, nếu như quay lại với bạn, bạn đó chỉ muốn hỏi bạn một câu, bạn có thể theo ý của mình được không? Có nhiều người sẽ nói là ích kỷ, mối quan hệ là từ hai người compromise đúng không? Thì đúng là từ hai phía thỏa hiệp với nhau. Nhưng mà bạn có đồng ý là nhiều khi mình cũng muốn đối tượng kia chiều mình hơn không? Bạn cứ thẳng thắn thật thà trả lời đi. Bạn đừng nói là nếu như người kia chịu nhường tôi thì tôi cũng chịu nhường lại. Thật sự ra là ban đầu thôi. Chứ về sau về dài mình vẫn muốn người ta theo ý mình nhiều hơn đúng không? Đó là sự thao túng á. Muốn người ta theo ý mình hoặc làm một cái cách gì đó để người ta dần dần theo ý mình, để mình là người lái tình hình đó, vẫn là thao túng. Nên là nói thẳng ra mình sao người ta vậy, nên mình trách người ta cũng chính là mình trách mình thôi. Thì cái bạn này
cảm thấy không thỏa hiệp được với bạn nên họ cứ dằn vặt. Tám kiếm là thể hiện dằn vặt luôn. Cô gái ở thực tế đâu có gì bó đâu, mà tự nhiên soi mình trong gương thấy mình đang bó, bị bó những cái cọng dây và con quạ là những cái suy nghĩ về tiêu cực á. Nhưng trong thực tế không có bị bó, là người này tự làm cho mình khổ tâm. Mà tại sao khổ tâm? Tại vì có nhiều sự kỳ vọng và mong đợi mà không được bạn đáp ứng nên người ta stress, đơn giản vậy thôi. Thì chừng nào chưa thấy được bạn đáp ứng được thì người ta vẫn không dám chắc việc có nên quay lại hay không nha. Bổ sung với tám kiếm đi, người này có muốn cho mối quan hệ này cơ hội, được phù muốn nha, như vua kiếm. Mà họ đang một lần nữa suy nghĩ, kiếm ra rất nhiều, kiếm đại diện cho suy nghĩ. Người ta chỉ muốn biết là nếu như họ làm cái gì đó thì đó có phải quyết định đúng đắn hay không. Như bảy cốc, họ đang cố gắng gồng lại để quan sát bạn. Mình không biết hiện tại bây giờ hai người còn gặp mặt, còn theo dõi mạng xã hội, còn liên hệ bất cứ cái gì không, nhưng mà nội tâm của họ lên Emperor là họ đang cố gắng giữ bản thân của mình trong cái tình trạng tốt nhất, gọi là không bị lụy hay là không có bị phụ thuộc, kiểm soát tình hình của bản thân mình. Người này mình thấy ra vua kiếm Emperor là người này che giấu cảm xúc, họ đang cố gắng lạnh nhạt với bạn, hoặc là đẩy bạn ra, hoặc không cho bạn biết thật sự người ta nghĩ gì ha. Tại vì người ta không hứa hẹn được gì và họ cũng cảm thấy bạn chưa hứa hẹn được gì phù hợp với người ta. Dĩ nhiên nhiều tình cảnh ở đây, trong đó thỏa hiệp còn có về thái độ nữa thì sao? Giống như là họ thì muốn bạn hiền xuống, nói chuyện dịu dàng với họ, nhưng bạn cứ bào chữa là tánh tôi thật thẳng trước giờ rồi. Mình hay gặp nhiều bạn khách vậy á, thật thẳng, nói là tôi đóng góp ý kiến vậy, mặc dù là hơi phủ với người ta vậy nhưng mà tôi nói đúng mà, tại ổng lì ổng không chịu sửa thôi. Nhưng mà thật sự trong mối quan hệ á, ngoài cái việc thật thẳng là mình là một người tốt ra thì mình còn phải bảo vệ cảm xúc của đối phương nữa thì mình mới thật sự là tốt, tốt hẳn. Chứ bạn đặt ngược lại, cũng có cái người nào đó tốt với bạn ghê, thật thà lắm, gì cũng nói thật, nói thẳng với bạn hết, mà cái câu thật thẳng nào cũng cứa vào lòng bạn hết thì bạn nghĩ sao? Nên là đổi đổi ngược lại thôi ha. Nhiều cảnh mình chỉ ví dụ vậy thôi. Thì có cái do nào đó mà cái bạn này ra Emperor vô kiếm thì bạn này shut down cảm xúc, không cho bạn thấy bất cứ cái gì luôn, là nhìn là biết họ chưa sẵn sàng để kết nối lại rồi. Mà mình cũng giải thích cho bạn lý do tại sao họ không sẵn sàng kết nối. Thì bây giờ việc của bạn là có chấp nhận điều đó và bạn có nhắm bạn thay đổi được bản thân không? Mình cứ hay nói với các bạn khách của mình á là mình không thay đổi được người ta đâu, nhưng mình thay đổi được mình nè. Mình muốn người ta theo ý mình là mình muốn thay đổi người ta, nhưng người ta chỉ thay đổi khi người ta muốn thay đổi. Mà khi nào người ta muốn thay đổi? Khi người ta nhìn nhận, có trí tuệ, trải qua những cái chuyện nào đó mà tự nhìn nhận lại, à mình làm vậy là sai, mình làm vậy là càng quấy nè, mình làm vậy là không tốt với người ta nè, thì tự lúc đó họ mới thay đổi được. Chứ không ai bắt, không có cái gì bắt mà thay đổi được hết á. Bạn hiểu ý tao nói chứ? Thì nếu như mình không thay đổi được người ta thì mình thay đổi mình đi. Tại bây giờ mình đang nghe bài tarot, mình đang có trí tuệ lớn hơn người ta nè, mình đang gặp một bạn reader mà có thể đọc cho bạn cái hoàn cảnh của bạn nè. Còn lại tùy căn cơ mỗi người mà tự suy nghĩ, tự làm việc với bản thân mình. Mình có một chị bạn quý nhân hay nói với mình câu là em muốn là một cái người tình hoàn hảo á, ê lộn xin lỗi, em muốn có một người tình hoàn hảo á, thì đầu tiên em phải học là một người tình hoàn hảo trước. Câu đó rất là hay ha. Mình không tốt, mình không hoàn hảo, sao mình đòi người ta hoàn hảo kỳ vậy, đúng không? Chính Ngân tự trải nghiệm, Ngân cũng thấy điều đó đúng á. Mình học hy sinh trước, mà mình hy sinh, mình thấy người ta không biết điều hy sinh lại á, thì coi như người đó không hợp, nhưng mà không có nghĩa là mình bị thiệt. Tại vì cái người đó không hy sinh lại cho mình á, thì mốt mình gặp người khác hy sinh cho mình nha. Nghiệp quả luân hồi rất là công bằng, không mất đi đâu đâu bạn. Ok, nên quay trở lại câu trả lời của bạn á, là bạn, cái người mà bạn đang nghĩ đến, mình nghĩ trong tương lai gần á, người này không chủ động, vì người này còn quá nhiều việc cần phải làm việc với bản thân mình, và họ cũng chưa bỏ được cái tôi đâu nha. Và cái bạn này cũng là một cái người mà suy nghĩ nhiều á, và họ cũng trăn trở về cái lợi ích và cái khả năng của họ bỏ ra. Bạn đừng có trách họ ích kỷ hoặc là hy sinh không đủ nhiều cho tình cảm, mình cũng vậy thôi. Nếu như mình từ bi bác ái giống như Bồ Tát á thì mình ở lại đi, sao mình sân si người ta, sao mình bỏ vậy? Tại mình chịu đựng không được, chịu đựng không được là cũng
cái khả năng của mình chỉ tới đó thì khả năng của họ cũng chỉ tới đó thôi. Rồi, Ngân chỉ nói đến đây thôi, còn lại tùy các bạn suy nghĩ nha. Rồi là không có áp đặt cái luận điểm của Ngân vào mọi người, mà Ngân thật sự chỉ chia sẻ những gì trải nghiệm từ chính câu chuyện của mình và từ những bạn khách và những người chị quý nhân đã chia sẻ lại với Ngân. Thì mong rằng những chia sẻ này giúp ích cho các bạn trong con đường sắp tới nha. Ok, see you guys later. Goodbye. À quên, nếu như các bạn có chủ đề nào muốn Ngân làm, có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người là chủ đề đó, Ngân sẽ ưu tiên làm chủ đề đó cho các bạn nha. Và nếu các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Instagram và qua Facebook cá nhân để xem được nhiều hơn và cụ thể hơn về vấn đề của bạn. Và nếu như các bạn muốn mua những sản phẩm bài của Ngân về bài thông điệp á, thì cứ liên hệ trực tiếp vào fanpage hoặc Facebook cá nhân của Ngân nha, hoặc mua thẳng trên Shopee hay TikTok Shop cũng được nha. Ok, see you guys later, goodbye. Có phải bạn vẫn hay đau đầu về người mình yêu thương, người mình mong nhớ, không thể nào hiểu được tâm trạng của người ta, không biết người ta nghĩ gì về mình, có điều gì chưa muốn nói với mình, có điều gì giấu mình? Thì qua đây, Soul Mystery Tarot đã tạo ra hệ thống bộ bài thông điệp phần 1 và phần 2 tâm tư thầm kín để giúp cho bạn có thể hiểu thêm về đối tượng đó. Qua đó bạn có thể biết được tâm tư của họ và biết cách đối xử với họ. Hiện tại bộ bài đang bán trên TikTok, Shopee và YouTube. Hello, xin chào các bạn tụ hai. Hôm nay chúng ta sẽ làm về chủ đề là người cũ mà các bạn đang nghĩ đến, bồ cũ hoặc mập mờ cũ, người này sắp tới có hành động gì, chủ động gì với các bạn hay không? Và trước khi hỏi câu hỏi chính thì chúng ta sẽ check coi là hiện tại bây giờ người ta đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào về bạn nha. Các bạn tập trung vào người đó giùm Ngân nha. Chỉ áp dụng cho bồ cũ, cho người mập mờ cũ, không áp dụng cho crush, cho người đang yêu nha. Rồi, đang xem bài các bạn tụ hai, xem coi người mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến, người cũ, người này hiện tại đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào về các bạn tụ hai. Cho xin 5 lá nha. Devil. Bốn gậy. Nữ hoàng kiếm, Page of Pentacles và Three of Wands. Đầu tiên là mình thấy người này vẫn chưa quên được bạn rồi đó. Người này rất là muốn gặp mặt nói chuyện nha. Có thể người ta đang không biết, không dò được coi bạn đang ở trong trạng thái như thế nào. Tại mình có cảm giác ở đây bạn thấy anh bay tiền nhìn nữ hoàng kiếm không? Mình không biết năng lượng nào là nữ hoàng kiếm, năng lượng nào của ai là bay tiền, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là nữ hoàng kiếm là con người mạnh mẽ, độc lập, lý trí, rất thông minh, sẽ không bị lừa bởi ai. Bay tiền là một người đưa tin và muốn đưa một cái gì đó vững vàng đến nữ hoàng kiếm, thì bay tiền định đưa rồi nhưng mà thấy nữ hoàng kiếm hơi lạnh. Thì nếu như nữ hoàng kiếm là bạn á, thì cái người mà bạn đang nghĩ đến á, bồ cũ á, người cũ, người này đang nhìn về phía bạn và muốn cho bạn cái đồng tiền này, đồng tiền đại diện cho cơ hội một lần nữa, hoặc là yêu một lần nữa, kiểu vậy ha, một cái gì đó vững chắc một lần nữa. Nhưng mà trong mắt của họ, nếu nhìn thấy bạn là nữ hoàng kiếm thì thấy hơi rén, là không biết bạn có chấp nhận không, bạn có dễ chịu hơn với họ nếu họ chân thành đưa ra đồng tiền này hay không. Còn nếu như ngược lại á, bạn là bay tiền mà họ nữ hoàng kiếm, mà họ thấy bạn là bay tiền á, thì họ nhận thức, ý thức được là bạn muốn chân thành và quý trọng họ. Nhưng nữ hoàng thì phải đi với vua, ít ra phải đi với vua tiền hoặc nữ hoàng tiền chứ nhỉ. Nhưng mà họ lại thấy bạn là bay tiền thì thấy cái offer của bạn chưa đủ nha. Tùy trường hợp ở đây, giống như họ muốn cái gì đó nó hy sinh hơn hoặc nó bền vững hơn. Họ không phải chỉ muốn những cái điều nhỏ nhặt, mà họ muốn một cái gì đó có thể chứng minh được là họ xứng đáng, giống như là hai người xứng đáng để trở thành bạn đời của nhau, chứ không phải là kiểu chỉ chơi bời hoặc yêu đương bình thường. Thì tùy năng lượng ở đây nha, bạn tự xác định mình là một vai và người kia sẽ là vai còn lại. Ba gậy ở đây á là sự mong đợi, mà ở đây có bốn gậy, người này đang mong đợi được gặp lại bạn, tại người này vốn chưa quên được bạn. Nếu như ra The Lovers á, thì cái vibe nó sẽ kiểu là vì tình yêu. Nhưng mà ra Devil á, thì cái vibe nó sẽ kiểu là người này có một cái loại phụ thuộc, một cái nghiện nào đó vẫn chưa thể nào buông bỏ được ở nơi bạn. Nhiều cái để nghiện lắm.
khác ái cũng là một cái loại nghiện. Thì chung là người ta chưa quên được hình ảnh của bạn vậy đó. Thì mình có thể thấy rõ ràng là cái người này còn muốn kết nối lại. Chúng ta sẽ bổ sung với Devil đi, là nghiện cái gì? Bay up once, gậy đại diện cho đam mê. Họ nghiện cái gì đó liên quan tới đam mê với bạn. Có thể hai người hợp chuyện đó chăng? Hoặc là họ thấy bạn rất đẹp. Này khó nói quá, tại những cái lá gậy là những cái lá chủ về passion. Thế thì mình thấy là họ có thể vẫn còn muốn tìm hiểu và tò mò về bạn, tại bay gậy là chủ về tò mò hiếu kỳ. Có thể hai người chia tay trong cái lúc mà người này vẫn còn có rất nhiều điều phân vân, muốn kết nối, muốn hỏi, muốn biết thêm, muốn đi chơi nữa. Nên là người này chưa sẵn sàng cho bạn đi. Chỉ có thể nói là vậy ha. Dưới bốn gậy đi, muốn gặp mặt. À, muốn gặp mặt nhưng mà lại sợ không biết có nên gặp hay không. Ok. Dưới nữ hoàng kiếm. Ở đây có ai đó rất là rén, mà chúng ta đang hỏi suy nghĩ của bạn này về bạn thì rõ ràng người rén là bạn này rồi. Bạn này bất an. Bạn này không biết bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu họ tiến đến với bay tiền. Mình thấy người này là bay cóc bay tiền á. Họ vừa muốn offer chiếc cóc mà vừa muốn offer đồng tiền, nghĩa là cóc đại diện cho cảm xúc, tiền đại diện cho cơ hội. Người này nghiêm túc với bạn nhưng mà năng lượng của họ thì mình không nói về tuổi tác đâu nha, nhưng mà ở đây bạn thấy có ba lá bay, bay gậy, bay cóc, bay tiền. Nếu như người này là cái người đã lớn lớn hơn bạn đi ha, mà họ ra toàn năng lượng bay á, thì thứ nhất có thể bạn là một loại trải nghiệm rất khác biệt so với những người trước mà họ từng quen, nên họ bị tò mò và hiếu kỳ. Và thứ hai á là bạn này về cái tầm đối đãi hoặc là trí tuệ nó vẫn còn theo kiểu chưa trải nghiệm nhiều. Nếu như người ta trải nghiệm nhiều, người ta sẽ là king hoặc là queen, vua hoặc nữ hoàng. Nhưng ở cái mức độ pay á, là mức độ của việc mới bắt đầu còn non choẹt và còn phải học hỏi nhiều lắm. Mình có cảm giác người này không biết cách đối đãi với bạn. Nếu như theo mình cảm nhận trên trải bài này, bay tiền, bay cóc, bay gậy là chưa biết cách đối đãi, trong khi bạn là nữ hoàng kiếm, họ cảm thấy giá trị của bạn rất là cao. Và có cảm giác như họ sợ là họ không cho bạn được như bạn mong đợi luôn ấy. Và họ cũng cảm thấy bạn không mở lòng nữa, tại vì nói rõ ra nữ hoàng kiếm thông minh mà, có thể bạn nhìn thấu người này rồi thì sao? Và họ đang không biết cái mà họ cho bạn có đủ dùng cho bạn không, bạn có chọn họ không. Với ba gậy. Thấy chưa, 10 kiếm miệng linh quá ha. Như mình nói ha, họ sợ là những cái họ cho bạn á, bạn sẽ từ chối hoặc là bạn không thật sự thương họ được hết lòng, và cuối cùng những cái đầu tư của họ sẽ đem đến một cái kết quả, một cái hậu quả đau khổ ở đây. Thí dụ như bạn là nữ hoàng kiếm thì bạn cũng có một cái gì đó tinh tế đi ha, thì có thể là bạn không có nói là bạn không vừa lòng họ, mà bạn giấu cái điều đó trong lòng, bạn phán xét từ từ, bạn chỉ là không thể nào thương người này hết lòng, và có thể người này cảm nhận được và họ lo lắng, có thể là vậy ha. Hoặc có thể bạn đã nói ra rồi và họ cảm giác họ không thay đổi được theo ý bạn, nên là họ sợ là đó là tất cả những gì tôi có thể cho bạn, nếu như bạn muốn hơn nữa tôi cũng không thể cho nữa. Nên một một cái cách nào đó mà người ta rất là sợ cái việc quay lại hoặc là tiếp nối với nhau, sẽ ra cái thảm kịch 10 kiếm ở đây là họ sẽ bị tổn thương rất là nặng nề ha. Mà dù sao đây cũng là bồ cũ của bạn mà ha, nên có thể cái thảm kịch này nó đã xảy ra rồi, 10 kiếm này đã xảy ra rồi. Anyway, dù như thế nào đi nữa thì mình thấy người này vẫn mong chờ được hướng tới bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng bộ khác coi coi là sắp tới người ta có chủ động hay gì hay không. Đang xem bài cho các bạn tụ hai, xem coi người mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến, bồ cũ, mập mờ cũ, người này sắp tới liệu có một cái hành động chủ động nào với các bạn tụ hai hay không. Ace of Wands, King of Cups,
Three of Pentacles, Four of Pentacles, Eight of Swords. Có thể có chủ động á, nhưng mà cái sự chủ động của người này nhẹ nhàng thôi. Ở đây ra tiền nhiều đại diện cho cái việc là người này muốn mọi thứ nó phải thật sự khả thi người ta mới làm, mà người này có tình cảm với bạn. Ở đây ra vua cốc, có cảm giác là người này sau cái thời gian mà chia tay hoặc xa cách á, người ta có thời gian để người ta nhìn nhận lại tình cảm của mình, họ cảm thấy tình cảm của mình chín chắn hơn, hoặc là họ không có kiểu như lá bay cóc lúc nãy nữa mà nó trưởng thành hơn. Ra vua cốc rồi, và bây giờ nếu như mà quay lại thì họ muốn làm mọi việc nó đúng đắn hơn khi ra bay ba tiền ha, là xây lại từ đầu ấy. Nhưng mà bốn tiền ở đây là họ vẫn ngại là có nên xây lại hay không, tại bốn tiền là giữ những đồng tiền của mình mà. Nghĩa là nếu như mà tôi cho bên kia thì điều gì sẽ xảy ra. Ace of Swords họ đang suy nghĩ, mà mở đầu bởi Ace gậy thì họ sẽ làm cái gì đó sau khi họ có đáp án từ Ace of Swords. Ace of Swords là người suy nghĩ, là người tìm kiếm sự thật, bắt đầu nhìn thấy một cái sự thật nào đó, chính xác hơn là dịch như vậy. Thì khi bạn này nhìn thấy một sự thật và họ có thể giải quyết được sự thật đó, hoặc họ chấp nhận được cái rủi ro đó đó, thì mình thấy người này sẽ có sự chủ động tiến đến với bạn. Bổ sung với Ace gậy, bảy gậy, nha, phải đấu tranh. Có cảm giác để chủ động người này phải thay đổi bản thân nhiều ấy, phải đấu tranh nhiều, phải thỏa hiệp. Sự thỏa hiệp này đối với họ không phải dễ dàng nha bạn. Bảy gậy là đã đấu tranh, đấu tranh với những cái khó khăn dồn dập, người này đang bị tứ phía bủa vây, nên đối với họ đây cũng là một cái việc không phải dễ nha. Với vua cốc lại ra 10 kiếm, họ sợ cố gắng tiếp thì nó lại đem đến cảm giác đau khổ như 10 kiếm lúc nãy với ba tiền. Nhưng mà họ vẫn còn niềm tin cho mối quan hệ đó, tại sao chúng ta có lá ba tiền ở dưới bổ sung là The Sun, tại vì họ mong rằng á, là sau những cái đau khổ này á, hai người sẽ thỏa hiệp được một lần nữa. Và dưới bốn tiền, tại vì người này yêu bạn. Oh my goodness, người này yêu bạn nha. Ok, nãy có Devil, giờ Lovers, mình có cảm giác năng lượng của ngày chuyển biến tích cực hơn rồi đó. Cái trả lúc nãy họ suy nghĩ á, là họ bị Devil, là họ có một cái loại ám ảnh về đam mê với bạn, nhưng hỏi về sắp tới có hành động hay không, nó chuyển thành Lovers, nó chuyển thành vua cốc. Mình nói cảm giác là sắp tới họ sẽ trưởng thành hơn về cảm xúc, họ sẽ nhận ra là họ thực sự cần bạn, và họ sẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ bảy gậy và 10 kiếm ở đây để đến với bạn. Dưới Ace kiếm bổ sung nha, nha, tại họ muốn, đây là cái vibe của người muốn kết hôn, muốn xây dựng gia đình với bạn. Thiếu 10 cốc, nếu như họ chuyển được 10 kiếm này sang 10 cốc thì hai người có thể chờ đợi một cái kết quả hạnh phúc nào đó trong tương lai nha. Nghĩa là cái người này vẫn cần phải làm việc với bản thân hơn, nhưng mà nhìn trên bài thì có thể đoán được là sắp tới người này sẽ tích cực, và khi tích cực họ sẽ có sự chủ động. Đầu tiên là sẽ nhắn tin trước, rồi sau đó thấy nhắn tin hợp và thì sẽ đi chơi nha. Nên là với câu hỏi là người này có chủ động không, mình thấy là có, mà tùy bạn ở đây. Nhưng mà năng lượng lên chung, đây là người đang trên con đường thay đổi bản thân để trưởng thành hơn, để cho bạn cái thứ bạn xứng đáng, vì người này muốn lấy bạn làm chồng hoặc làm vợ nha. Rồi, Ngân hy vọng trải bài này đã giúp các bạn trả lời được câu hỏi mà các bạn thắc mắc trong lòng. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại một like, subscribe, đăng ký, ủng hộ kênh của Ngân. Và nếu các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Instagram và qua Facebook cá nhân. Và cuối cùng, các bạn có chủ đề nào đó muốn Ngân làm, có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó, Ngân sẽ ưu tiên làm chủ đề đó cho các bạn nha. Và Ngân có kênh TikTok và Instagram, có đăng những cái video gọi là xem bài ngắn tầm 1 phút. Nếu các bạn muốn xem thêm video của Ngân, có thể follow Ngân trên hai kênh đó nha. Và anyway, see you guys later. Goodbye. Có phải bạn vẫn hay đau đầu về người mình yêu thương, người mình mong nhớ, không thể nào hiểu được tâm trạng của người ta, không biết người ta nghĩ gì về mình, có điều gì chưa muốn nói với mình, có điều gì giấu mình? Thì qua đây, Soul Mystery Tarot đã tạo ra hệ thống bộ bài thông điệp phần 1 và phần 2 tâm tư thầm kín để giúp cho bạn có thể hiểu thêm về đối tượng đó. Qua đó bạn có thể biết được tâm tư của họ và biết cách đối xử với họ. Hiện tại bộ bài đang bán trên TikTok, Shopee và YouTube.
Hello, xin chào các bạn tủ ba. Hôm nay mình sẽ làm về chủ đề là người mà các bạn đang nghĩ đến, người cũ nha, bồ cũ hoặc mập mờ cũ. Người này sắp tới có hành động gì với các bạn không? Thì trước khi mình trả lời câu hỏi chính thì chúng ta sẽ check coi là người đó hiện tại đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào về các bạn ha. Ok, Tarot đang xem bài cho các bạn tủ ba, xem coi người cũ mà các bạn tụi ba đang nghĩ đến á, người này hiện tại bây giờ sau khi chia tay hoặc cắt kết nối thì hiện tại người này đang nghĩ gì, cảm thấy nào về các bạn tụi ba. Năm lá nha. Gậy, hai tiền, ba gậy, ba kiếm, Ace of Cups. Đây là trường hợp điếc không sợ súng. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì rõ ràng bạn này biết mối quan hệ này rất là cực và bấp bênh, khiến cho người này đau lòng lắm. Nhưng người này vẫn không dừng được cái suy nghĩ là hướng về, mong chờ về bạn. Và mỗi lần họ nghĩ về bạn thì tình cảm của họ tuôn trào. Người này thích bạn nhiều nha, thích rất là nhiều luôn, mà bất chấp cho việc trái tim đang rỉ máu vẫn muốn cho thêm tình cảm. Nhìn vô thấy tội tội. Mình không biết ai là người đau khổ hơn, nhưng mình thấy cái suy nghĩ của bạn này là một cái dạng suy nghĩ đau âm ỉ, tại những cái kiếm này chưa được rút ra. Nếu như người này đã từng khóc vì bạn thì mình không bất ngờ đâu nha. Mình thấy người này rất cố gắng để đấu tranh, để ở lại, nhưng mà họ không biết là có thể ở lại được hay không. Tại vì dù sao đây cũng là bồ cũ mà. Hoặc là làm như thế nào để mối quan hệ này có thể có tương lai. Hai tiền không nhìn thấy tương lai, tại hai tiền còn đang bấp bênh với chính bản thân mình mà. À, ba gậy thì vẫn hóng về chờ bạn, nên mình thấy người này thương bạn nha. Bổ sung nha, người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến, người này đang nghĩ gì, cảm thấy nào về các bạn tụ ba với bảy gậy, với hai tiền, với ba gậy, với ba kiếm. Đến đây thôi. Rõ ràng rồi, còn yêu mà. Mình thấy người này yêu bạn đấy, trên hai tiền với hai gậy. Thú vị. Ba gậy, sáu kiếm và vua gậy. Người này có nhiều tình cảm, đam mê, rất muốn tiến đến với bạn, nhưng mà người này muốn rằng cái quyết định của mình phải là cái quyết định phù hợp, đúng đắn cho cả hai. Vua gậy là người trưởng thành về mặt tầm nhìn, suy nghĩ và hành động. Rõ ràng vua gậy rất là muốn bạn. Tại những lá gậy là về đam mê, là đam mê có mà cốc cũng nhiều, nghĩa là tình cảm có luôn. Nhưng mà bây giờ đang đau lòng và cũng không biết có thể hứa hẹn được với bạn không, trên hai tiền với hai gậy, là tôi không chắc tôi có thể cho bạn cái thứ tốt nhất, tôi có thể cân bằng, tôi có thể thỏa hiệp với bạn không, và hai gậy tôi không biết tôi nên tiến đến hay không. Thế thì giữa hai lá này thì người ta biết rõ là giữa tình cảm người ta dành cho bạn và với cái khả năng người ta có thể cho không có đồng đều với nhau nha. Người ta có thể thích bạn 10 nhưng mà khả năng cho dưới trung bình 4 hoặc 5, thì rõ ràng người ta ý thức được rằng bạn cũng sẽ không hài lòng. Mà bạn không hài lòng thì bạn sẽ bất mãn, giận, mắng nhiếc hoặc là có thái độ, thì cũng khiến cho người này bị ba kiếm, sáu kiếm là mệt mỏi đuối. Đó là tại sao mà ngay từ đầu có lá bảy gậy là đấu tranh. Cực quá. Nhưng mà nó thương bạn mà nó cảm thấy cực quá đó, nó mệt á. Giờ ra thêm lá 10 gậy nữa đủ combo. Nên chung quy là người này có tình cảm, thương bạn, còn yêu bạn, cảm xúc lãng mạn còn đầy đủ luôn. Nhưng chỉ là họ không biết là họ có thể làm được tới đâu hoặc cho bạn được những điều gì thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi coi người này sắp tới có hành động gì với bạn không nha. Ngân đang đau họng ấy nên hơi tằng hắng, các bạn thông cảm nha. Đang xem bài với các bạn tụ ba, xem coi người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến, đây là người cũ nha. Người cũ này không biết sắp tới có hành động chủ động kết nối hay là quay lại gì với các bạn tụ ba. Cho mình xin năm lá. Năm cấp,
Nữ hoàng tiền, bốn cốc, nữ hoàng gậy và vua kiếm à. À, bổ sung luôn đi cho nó thành câu chuyện ha. Người mà các bạn tụi ba đang nghĩ đến sắp tới, người này có chủ động hoặc quay lại với các bạn tụi ba không? Với năm cốc, với nữ hoàng tiền, với bốn cốc, với nữ hoàng gậy và với vua kiếm. Bảy gậy lần nữa, bảy gậy nãy ra rồi, lần này ra nữa. Với nữ hoàng tiền là hai kiếm, với bốn cốc là 10 tiền, với nữ hoàng gậy là ace gậy. Người này muốn chủ động nhưng mà người này không chắc là nên làm gì hoặc là chủ động thế nào cho hợp lẽ phải. Thứ nhất là chính bản thân của người này, như mình nói, người ta cũng buồn đau á, cũng khổ á. Người khổ tâm thì chỉ biết nỗi buồn và nỗi khổ của mình thôi. Mà người này có nhớ bạn, có thương bạn và còn đam mê nhiều với bạn ha. Nãy người ta ra vua gậy, giờ người ta thấy bạn nữ hoàng gậy, hai người là một cặp. À, anh đẹp trai, em đẹp gái. À, anh cũng có đam mê, anh biết em cũng có đam mê với anh, kiểu vậy ha. Nghĩa là về tình cảm và tư tưởng là hai người luôn nghĩ tới nhau, nhưng mà về cái khả năng đáp ứng của nhau thì không có, nó mới ra bốn cốc mới chán. Người này có thể thấy bạn là cái người phù hợp để đi đến hôn nhân, nhưng mà người ta cũng biết bạn người có tiêu chuẩn cao và người ta hình như không đáp ứng được, hoặc là người ta biết người ta có thể làm được nhưng đã làm được như vậy á, họ phải hy sinh nhiều lắm. Thế thì cái người này có thể bị mắc mú về việc hy sinh được hay không? Tại chính bản thân người này cũng bị đuối á, ra bảy gậy là quá nhiều vấn đề nó bủa vây xung quanh họ ha, nó bị đuối. Thì cái người bị đuối thì làm sao có khả năng phục vụ người khác, nữ hoàng tiền. Thế nên là câu trả lời là có thể có chủ động, nhưng mà người này phải có niềm tin về mối quan hệ này hơn. Họ ra năm cốc là họ hơi bị buồn và bất mất niềm tin này đó. Và đây vậy còn bị đuối nữa và cảm thấy hơi chán. Nhưng mà cái điều họ giữ giữ lại họ là vì họ còn cảm xúc nè, còn đam mê và họ biết bạn là người tốt có thể đi được đến hôn nhân. Đây là ba điều còn lại, còn sót lại để giữ họ hy vọng về mối quan hệ này. Đây cũng là người rất là trưởng thành và lý trí. Người này có muốn gửi cho bạn cái thông điệp nào đó, nếu như sắp tới họ có chủ động hay không? Mình thấy họ có thể chủ động gửi tin nhắn nha, còn đi chơi được hay không thì phải tùy vào cách nói chuyện của hai bạn. Người này có muốn nhắn tin, có muốn liên hệ, còn muốn theo dõi bạn từ xa nha. Mình sẽ nói là ok, tụi này có thể mong chờ cái sự chủ động nhỏ nào đó trong tương lai, nhưng nó chủ động tới đâu hoặc là nhiệt tình tới đâu thì phải do hai bạn tương tác với nhau. Tại vì cái ông vua kiếm này là cái người thông minh, ông này có thể nhìn ra sự thật và có thể đánh giá được toàn bức tranh rồi, ông biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Nhưng và như ba cái điều lúc nãy mà Ngân nói, đam mê còn, tình cảm còn, và còn thấy được tố chất của bạn, nên người ta đang ở lại vì điều đó thôi, hoặc là người ta vẫn còn hy vọng, cầu mong vì điều đó. Nhưng mà về cái sự thỏa hiệp được hay không thì họ rất là lo lắng nha. Nên là cứ có cái ý đó, mà cái người mà các bạn đang nghĩ đến, tùy từng phúc phận, từng người, từng duyên nợ ở đây mà người này sẽ chủ động nhiều hay ít, hoặc có chủ động hay không. Nhưng mà mình thấy ra ace gậy là họ muốn chủ động, và bay kiếm là họ còn theo dõi hoặc muốn nhắn tin, còn muốn gửi cho bạn một cái loại thông điệp nào đó nha, hay là còn muốn kết nối. Và cái trải một cũng thấy là họ còn muốn gặp bạn, nên mình thấy là với câu trả lời người này có chủ động hay không, mình sẽ nói là có, nhưng mà phần trăm thì tầm vừa nha, 50 tới 60% nhé. Rồi, Ngô xin dừng trả bài các bạn tụi ba tại đây. Các bạn tụi ba thấy video này hay, đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ kênh của Ngân. Và nếu các bạn có chủ đề nào đó muốn Ngân làm, hãy comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó, Ngân sẽ ưu tiên làm chủ đề đó cho các bạn. Và nếu các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Instagram và qua Facebook cá nhân nhé. À, Ngân cũng có đăng những video ngắn xem bài trên TikTok và trên Instagram. Nếu các bạn có hai trang đó có thể follow Ngân để xem thêm video nha. Ok, see you guys later. Goodbye.